hình như mấy bả tu hết rồi sao. Thời buổi này không có ai giật chồng đánh ghen hay xô hàng các kiểu. Có vậy độc giả người ta mới đọc, mình mới có tiền. Một hoài nãy giờ không có bà nào. Mấy bà ơi mấy bà, đánh ghen giùm tôi cái này mấy bà. Hay bằng hên nha. Yêu nữ hàng hiệu, tiếp cận mục tiêu, đi qua lấy tin tức kiếm tiền coi. À, dạ chào chị. Dạ chào chị. Dạ. Dạ chào chị. Trời ơi, không lẽ yêu nữ hàng hiệu bị câm trời? Ai nói tôi câm? Trời ơi, nãy giờ không lên tiếng chào chị mỏi họng luôn mà không trả lời. Nói chuyện cái kiểu đó ai thèm trả lời, bực bội à? Nghĩ sao mà xưng hô tôi cái kiểu đó? Trời ơi, bậy cái mỏ này bậy. Dạ chào cô. Hết chuyện ai kêu tôi là cô nữa là sao? Trời, bậy nữa, trời ơi, cái mỏ này bậy nữa, trời ơi, quyến phái như vậy sao gọi cô gọi chị? Dạ chào bà. Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ tôi có con cháu bự vậy hả? Trời ơi má ơi, má muốn gọi gì má nói đi má. Vậy chỉ cho biết nè. Là gì? Kêu bằng em đi. Chị nè, lấy cái điện thoại coi nữa, đó thấy không? Đấy, đó, mặt chị nè, mặt em nè. Trời ơi, mặt giả hát vậy bắt em gọi là em. Mình sao ngồi ngượng chết chị ơi. Cũng ngủ gì kỳ vậy? Không cho người ta kêu nước à? Ngồi đấy xàm hoài lần sau. Trời, chị ơi em không phải phục vụ nha. Phục vụ đâu rồi? Đây, phục vụ đây. Chị uống gì? Chị gì nữa? Ui, ông anh ơi, mẫu đang dồn tới não rồi. Dạ. Chỉ cho em. Vậy? Ông kêu đại đi em. Em không ngầu với tao á, tao nhìn thấy tao muốn bệnh luôn á, mà kêu em. Muốn cái kiểu gì kỳ cục à? Cái gì vậy? Giờ muốn cái gì? Nãy giờ ngồi khác nó muốn chết à? Không chịu nói. Rồi ra đây à, phục vụ nói thằng lại bèm nó bậy bạ không à? Giờ muốn cái gì? Kêu quản lý này cho tôi. Kêu quản lý đúng không? Ừ. Thì chứ nói gì kêu quản lý, trời ơi. Kêu quản lý ra. Kêu đại tiếng em đi đúng không? Mà kêu quản lý. Trời ơi. Quản lý ơi. Quản lý. Đây. Quản lý. Quản lý đâu? Đây, quản lý đây. Cái quán gì mà phục vụ của ông mà quản lý của ông là sao? Đúng rồi, quán này là tôi quản lý, là kim phục vụ, kim rửa chén, kim rửa ly, kim bảo vệ, kim bảo kê. Sao? Giờ muốn gì? Kêu đại nước đi, mà có chuyện lớn đó. Cho ly mojito đi. Trời ơi, nghĩ sao qua đây uống bột ngọt vậy bà nội? Ở đây không có bột ngọt, mô tô gì hết nha. Tôi nói là cho tôi ly cocktail mojito. Trời ơi, hết chuyện rồi, ăn cốc với lại bột ngọt. Nè. Cốc ở đây là có cốc xanh, cốc vàng, chứ cốc theo là cốc gì? Cốc theo là cốc tai đó ông nội. Trời ơi, cốc tai đối bà nó cốc tai, cốc theo. Ở đây tôi không có bán cái thứ tào lao xăm mấy kim đó nha. Chị cho tôi ly chocolate martini đi. Trời ơi, nghĩ sao sô-cô-la mặc đồ bikini đi tới hồ bơi và bà nội. Mệt quá là sao ông mướn tôi về là phiên dịch cho ông nha. Không vậy? Martini đó là một thức uống, một loại cốc tai, được mệnh danh là ông hoàng của các loại cốc tai. Cái anh chàng này được nè. Vừa đẹp trai mà vừa hiểu biết nè. Thôi chị ơi, giờ vậy nè, tôi nói cho chị nghe. Vô quán bình dân thì chị phải kêu món bình thường thôi. Kêu món gì đâu mà ở ba ở vũ trường không à. Vậy chứ quán ông có cái gì không nói tôi nghe coi. Cà cao sữa, bạc xỉu, sữa tươi, công đá, sữa dứa, sữa bạc hà, sữa quế, sữa tươi, sữa chua dâu, sữa lip tông cam, lip tông mật ong, nước ép cam, nước ép mật ong, nước cam. Đừng nói nữa. Nói nữa chị hỏi ta nói vậy thì còn nói nữa. Lấy lại đi cam đi. Cam phải không? Thì nói đại cam. Trời ơi. Quên. Uống gì? Trời ông nội tôi uống rồi. Sao không thấy nước? Trời ơi, bàn bên kia kìa, chai nội cái ly cà phê đó. Bàn bên đó có nước, bàn đây chưa có nước. Đổi chỗ phải đổi nước chứ. Trời ơi, chai nội ông thông cảm đi. Tôi là phóng viên nghèo mà. Cho nên tôi khác tôi chơi nữa. Xài laptop. Trời ơi, con lạy cha vô làm nước cho buôn bán đi. Dạ, uống nước nha. Ấy cho mập thay vô dư mỡ thừa năng lượng. Nói quá trời vậy. Ủa em vậy là em là phóng viên hả? Dạ trời ơi, bậy hết sức à, nãy giờ không tự giới thiệu. Dạ chào chị, em là Quang, phóng viên của báo, em chuyên viết về các mạng tin tức showbiz nha. Hot lắm. Trời ơi, sao nãy giờ không nói sớm như chị biết. Thì Hồi nãy giờ á, chị tự chị hơi mệt á, thành ra chị có thái độ hơi khó chịu vậy đó. Chứ bình thường chị dễ thương lắm. Thôi tiện thể chị em mình có duyên gặp đây thôi, nên là bà phỏng vấn chị đi, hỏi vài câu. Phỏng vấn hả? Em cứ việc phỏng vấn đi. Em phỏng vấn từ sáng tới khuya cũng được nữa, chị sẵn sàng trả lời hết cho em nghe mà. Dạ chị ha, câu hỏi thứ nhất em muốn hỏi chị nè, tại sao chị có cái biệt danh là yêu nữ hàng hiệu? Cái đó là do fan hâm mộ người ta quý chị đó mà, người ta thấy chị sang trọng á, rồi cái người ta đặt ra vậy thôi, chứ chị sống chị khiêm nhường lắm em ơi, chị ít khi nào khoe khoang lắm. Trời ơi, em biết không, thậm chí nè, em thấy không, chị xách túi mấy 400-500 triệu vậy đó mà chị cũng đâu có nói cho ai nghe. Trời ơi, cái tính chị khiêm nhường lắm. Trời ơi, cái túi này đắt giá vậy sao chị? Cái này ăn nhậm gì em. Ở nhà chị có mấy chục cái túi như vậy nữa à. Mà thậm chí là lên cả từ 400-500 tới 1 tỷ cũng là bình thường. Ôi, cái này ăn nhầm gì đối với chị đâu em. Chị đã cầm vậy đó, em chụp cái đó đó. Ủa mà sao kỳ vậy chị? Giàu quá mà sao vô quán bình dân uống cà phê vậy? Thì chị đã nói em rồi, cái tính chị cũng thích khoe khoang. Thậm chí cái nhà của chị cả 1 triệu đô vậy đó, chị đâu nói cho ai biết đâu. Mà có 1 lần à, chị lỡ áp lên Facebook có vậy thôi, mà tin nói báo chí đăng rần vậy đó. Nghĩ cũng mắc cười. Mình mà khoe khoang như vậy á, mắc công người ta nói mình giàu rồi khoe khoang, người ta cười chết đúng không em? Trời ơi, xong rồi. Bữa nào báo đăng á thì nhớ báo cho chị biết nha, để có gì chị hậu tạ cưng nha. Chị tính luôn ly cà phê giùm em nha. Trời ơi, em đi ra em với chị trời, cái gì cũng có chứ chị có tiền hả? Hy vọng chị em mình hợp tác dài dài. Hợp tác dài dài, chị phải nhớ báo chị nha. Dạ chị yên tâm. Về đi cưng. Dạ Rồi, nước tới đây, nước uống nha. Rồi, uống đi. Nước gì kỳ cục vậy? Hả? Ngon mà. Sao không có đá? Thì kêu, nếu mà kêu là cho 1 ly nước cam có đá thì nó khác. Còn chị kêu ly nước cam, tôi mang ly nước cam với chị là được rồi. Lấy đá cam cho tôi có đá. Rồi chị đi vô tôi lấy đá. Khó quá à. Trời ơi, sao quán vắng quá trời ơi. Yêu nữ xài hàng hiệu. Ôi trời, một cái túi mấy trăm triệu, gần cả 1 tỷ mấy mà bà này bà xài, người ăn không hết kẻ lần không ra. Xong giàu quá vậy trời. Ủa, sao cái mặt này quen quá ta. Cái mặt này gì tự nhiên cái gặp người ta cái tôm tóp lại giống như cái dồ vậy cha. Trời ơi lên báo. Trời ơi ấy thương quá à. Trời ơi, thằng cái túi 1 tỷ mấy luôn, mấy trăm triệu. Trời ơi, giàu quá. Em mà có này em tiệc chị, chắc em mới mua nhà hay là em có dư số tiền em dưỡng giàu. Trời ơi chị giàu. Uống gì chị, uống gì? U Như Kỷ. U Như Kỷ à, là y vậy đó đúng không? Dạ nước cam ha. Sao đó chảnh quá, sao giờ tương tướp vậy trời. Ơi, chị chấp nhất em gì mấy chuyện đó vậy không? Đi vô lấy đi, làm sao ngoài bực bội à. Rồi chị đừng bực. Nước cam không chị? Nước cam có đá. Ok, nước cam có đá. Giờ chỉ coi gần nó có đá em cũng có đá cho chị. Đã quá. Ủa, cái giống gì? Hồi đó nó coi mình không ra cái gì nữa. Giờ nó vừa thấy nghe mình có tiền sang trọng, trời ơi nó nịnh mà thấy mà mắc cỡ luôn á. Em hả Quang? Chị tới rồi đó em. Alo, cứ Quang em tới nè chị. Em tới rồi. Chị cúp máy đi, tốn tiền chị. Ủa gì chị? Trời ơi. Thôi, chị hẹn là em có tao chạy qua liền chứ. Chị thấy không, mấy đây chị nổi rần rồi trên mạng luôn kìa. Trời ơi, phải công nhận em mát tay dễ sợ vậy đó. Trời đất ơi, chạy cho em sợ miếng coi. Trời ơi, mới đúng không? Cái gì đâu, cái này chị mới đi Mỹ về, chị mới mua cái túi này mà nó khoảng gần đến 1 tỷ à. Mắc hơn túi cũ luôn hả? Chứ sao. Chụp hình liền. Chụp đi cưng. Chụp liền. rồi chị. Chị ơi, hình như cái cổ đó gì lấp lánh đó chị ơi. Sợi dây chuyền này nè là được nghệ nhân số 1 thế giới chế tác đó cưng. Có 6,5 tỷ à. Nó có 6,5 tỷ. Ừ. Cái gì đây? Trời ơi. Hả gì? Bộ tính sàm sỡ. Gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt hả? Làm gì tự nhiên nhào dưới đây là sao vậy hả? Trời ơi trời. 6 tỷ hả trời? 6,5 tỷ ông nội. À 6,5 tỷ hả? Trời ơi, cả đời của tôi chưa bao giờ thấy cổng dây chuyền nào mà quá cỡ thợ mộc gì luôn á. Cái gì vậy? Hả gì? Mà sao nước của tôi không uống? À quên. Chị. Sao tội vậy? À, xin lỗi. Em đang chụp hình. Tươi cười, bớt. Dạ, quý phải đó, cầm ly nước đó. Cái gì cha nội? Trời đất ơi, người ta chụp hình chị chứ đâu chụp ông đâu. Phan. Đứng đằng sau, níu kéo. À vậy. Tôi nói, níu kéo cho tôi. Cái thứ gì tí. Đó. Quý phải chịu chưa? Chú Quán ơi. Níu kéo. Đó. Chú Quán ơi, cho ly trà đá đi. Hả? Cho ly trà đá. Chờ xíu. Xong. Chụp xong rồi cha nội ơi. Là thiếu nước kìa. Chụp cái gì mà chụp? Thấy người sang là bắt hoàng làm họ, cái dốc gì á. Trời ơi, kêu chứ uống trà hả? Còn uống gì khác nữa không? Tình mới này. Tình gì này chắc khó thân rồi. Dạ. Trà đá cũng được. Cái này dám nổi hơn lần trước nữa nha. Dạ. Cái giọng sao nghe quen quá vậy ta? Ủa? Chị! Trời ơi! Chị ơi chị! Đúng là chị rồi. Ủa? Ôi! Ai đấy? Cái gì vậy? Cái gì vậy cha nội? Người mới kêu nước đâu rồi? Trời ơi, cha nội làm quá ở đây nè. Ở đây nè. Trời ơi. Sao không nói? Hết hồn. Trời, đây là fan. Đây là ai chị? Fan chị hả? Fan. Trời ơi. Em cứ ra ngoài kia đứng đi. Chị đang bận với phóng viên. Có gì chút chị ra chị ký cho. Chị Hai. Em là em của chị mà chị Hai. Trời ơi. Em đi tìm chị từ hồi sáng cho tới giờ á, đến cái biệt thự đăng trên báo á thì người ta nói là chị thuê gần được 1 tháng rồi, chị dọn đi rồi. Trời ơi. Em tìm chị cực khổ lắm chị Hai biết không? Rồi em vô quán này em muốn đỡ ly trà đá em nghĩ mệt. Hên quá, ai về đâu em gặp chị ở đây á chị Hai. Chị Hai ơi, má mình ở nhà nhập viện rồi đó chị Hai ơi. Nếu như mà không có tiền phẫu thuật á thì má mình sẽ rất là nguy kịch á. Trời ơi. Cái gì đây? Em gái. Chị Hai. Em gái nghèo. Rồi sẽ vô ôm nhau vô. Mà chị Hai có tiền, chị Hai không lo cho gia đình. Đi về với em lo cho má đi chị Hai. Về chị lo cho em. Tiền đâu mà đưa. Tiền đâu mà đưa. Không sao. Không sao. Có tiền. Không có tiền đây không? Dễ. Giàu quá mà. Dạ. Túi xách 1 tỷ. Cái cộng này 6,5 tỷ là 7,5 tỷ. Là ở nhà lo cho bà già nhà mổ cái gì cũng được. Cái này sao mà bán được mà bán? Mổ được mà. Ủa vậy làm sao chị Hai? Cái này bán không có được. À, trời ơi, biết mà tôi nói thiệt nha. Nhìn là nghi lắm rồi. Với kinh nghiệm làm báo của tôi, chắc chắn cái túi này, cái sợi dây chuyền này là đồ fake. Trời ơi! Dạ. Trời ơi! Bà mua đồ giả, bà muốn nổi tiếng bà mua đồ giả bà lè công chứng. Trời ơi! Những lời họ nói có đúng với sự thật như vậy không chị Hai? Trời ơi, hỏi gì nữa, làm sao trả lời được, cứng họng rồi kìa. Nè, tôi nói cho cô biết, chị của cô là giờ đang học theo cái kiểu là hả xanh điệu là phải xài hàng hiệu. Showbiz đang rổ lên đó, ông biết không? Đó, bày đặt hả, muốn mọi người biết đến, muốn nổi tiếng cái bắt đầu xài hàng giả, hàng nhái để làm gì? Trời, cho công chúng mà yêu thích, cho công chúng nhìn mình với một cái tư cách là một cái level cao, ngưỡng mộ gì? Trời ơi, không có thì đừng có xài. Đúng rồi, bây giờ vậy nè, trả tiền đi nước cam. Làm dữ vậy? Trả tiền đi nước cam. Xài đồ dở mọi nữa không có tiền trả tiền nước cam với tôi sao? Đúng là cái gì khốn rách áo ôm à. Tôi thà mà áo rách còn hơn phong cách hàng sida. Đúng không rồi. Không có gì đừng có xài. Đặt xài che mất tiên hả? Ôi trời, thiệt ghê. Nè, đứng đó đi, tôi chụp hình chị lần cuối. Đó, cái hình này phải lên trang bìa. Nghèo mà học làm sang. Chị Hai, tại sao chị phải sống như vậy hả chị Hai? Chị muốn vô cái showbiz, với showbiz này á là chị phải giàu có, xài đồ hiệu sang chảnh như vậy người ta mới chị mới nổi tiếng được. Em biết là như vậy, nhưng mà chị Hai ơi, vô cái nghề này đó em nghĩ là chị nên đứng lên bằng chính bản thân của mình. Khả năng và năng lực của chị phát huy thì mới được khán giả yêu mến chứ. Đằng này á chị dùng á hả những cái đồ hiệu này á để chị đánh bóng tên tuổi chị, che mắt khán giả như vậy nó không có bền đâu chị Hai à. Đó, chị thấy chưa, bây giờ đâu còn ai bên cạnh chị nữa đâu, chị cứ còn đứa em này bên cạnh chị thôi à. Đúng là vì theo sự nổi tiếng nhất thời mà chị chạy theo hàng hiệu, hàng nhái để mà bây giờ lãnh thấy cháy đắng.